Bạn đang hoang mang không biết chọn ngành nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Có bao giờ bạn tự hỏi đàn ông là gì? Một, hồi nhỏ từ khùng hiền. Tuổi thơ tôi lớn lên trong niềm cảm hứng từ những bộ phim Kim Dung, thần tượng triển chiêu và được bồi dưỡng nhân cách bằng các giai thoại về giang hồ đất cảng. Thời cấp 2, vì đá bóng cũng khá nên hè thỉnh thoảng ông anh thân tên T hay rủ tôi đi đá độ. Va chạm cũng nhiều nhưng thường là ông nào máu chó nổi lên thì cả đội bắt ra ngoài ngồi mà thôi, vì hầu hết đối là người quen mới nhận kèo. Chỉ có một lần vì bị cho leo cây, anh em mới phải bắt đối ngay ở sân, thành ra chính tôi lại dây dưa vào một chuyện lằng nhằng. Bên kia có cậu nhóc gầy còm bị tôi đốn cho cái nằm sân. Pha bóng cũng bình thường, đội kia còn chả có ai ý kiến gì, nhưng đến lúc đá xong tự dưng thấy mặt cậu hầm hầm, tay cầm đầu chai nước khoáng Quang Hạnh, dốc ngược bước tập tễnh về phía tôi. Cách một đoạn thì gọi, ê thằng số 5, tức là tôi, và bắt đầu mản vọ miệng. Lúc ấy thú thực tôi cũng khá sợ, vì dù sao cũng là hàng, dính một cú là không giấu được. Nhưng không hiểu sao trong đầu tôi không có lấy một suy nghĩ sẽ chạy, thay vào đó là cứ đứng chờ và nắm chặt nắm tay mình lại mà thôi. Nhưng trước khi cậu ta đến gần, ông anh thân tên T đã đứng ra trước mặt tôi, tay phải nắm cục đá mà chẳng biết lấy được ở đâu lúc nào, tay trái chỉ thẳng vào mặt cậu kia nói: "Đờ mờ, tao đố mày động vào nó đấy." Cậu kia thấy ông cứng quá, đầu đã hơi cúi xuống và chậm lại. Nhưng khi cái máu chó nó nổi lên thì thực sự khó kiềm để mà quay đi được. Cậu đánh liều bước tiếp, giơ chai lên định đập tới. Lúc ấy ông trung vệ đội kia kịp chạy đến, ôm thốc cậu từ phía sau kiểu khóa tay, rồi kéo cậu về phía đội nhà, trong khi cậu vẫn cố chửi với lại vài câu. Thực sự nếu không có ông trung vệ ấy thì không biết sẽ như thế nào. Lúc về quán nước gần nhà tôi, hai anh em mới nói chuyện. Tôi hỏi T: "Lúc ấy anh có sợ không?" Ông cười, hất tóc lên cho tôi xem vết sẹo khâu mấy mũi trên trán nói: "Lần đầu tiên cũng run, thằng đéo nào chả thế. Nhưng ăn một phát rồi vào viện khâu thì chẳng thấy đau mấy. Từ lần sau chỉ nghĩ mình có thực sự phải đánh nhau hay không thôi." Lúc ấy tôi nhớ mình đã cúi đầu vì thẹn và tôi phục ổng thực sự, kiểu mong bản thân có được cái độ lì như thế mà hồi ấy tôi tự coi là bản lĩnh. Và có lẽ đàn ông với tôi ở thời điểm đó là vì anh em mà nghĩ mình có thực sự phải đánh nhau hay không. Đến năm lớp 11 lại có một cái chai vào đầu, nhưng lần này cũng vẫn không phải tôi mà là thằng anh kết nghĩa tên P. Nó nói nó bị oan, cả tháng rồi có gây sự chửi nhau với thằng nào đâu. Tự dưng hôm ấy ra đến cổng trường thì bị một thằng gầy như nghiện cao lêu nghêu đến vỗ vai, hỏi có phải anh tên Tuấn không. Nó chưa kịp trả lời thì thằng kia đã đập cái chai vào đầu, rồi lên xe một thằng khác chờ sẵn chạy mất. Hôm cuối tuần sau đấy tôi lên nhà ông T đá PES, tự dưng nhớ ra câu chuyện ấy mới kể cho ổng nghe. Tôi nói lúc mình nghe quả ấy sợ thực sự, giờ xã hội loạn vãi đái. Ổng cười nửa miệng, chờ chọc khe sút cố trái bóng rồi mới nói: "Đờ mờ, mày nghĩ oan thật hả thằng đần?" Ông chửi không sai, mặt mình lúc ấy đần thối. Ông mới pause trận đá giờ nói: "Đờ mờ, đéo hiểu mày học chuyên mà ngu hơn bò. Làm đéo gì có thằng nào đập nhầm chai vào đầu người ta bao giờ hả em?" Bị nghe chửi đã hơi cay, nhưng chẳng biết nói thế nào tôi mới hỏi: "Thế nó bị chơi?" Ông trả lời: "Chứ gì nữa, như là bởi một thằng hèn, chắc nó biết đéo đánh lại, gọi đội cũng không xong nên mới kiếm mấy thằng nghiện trả thù. Đờ mờ cái loại đấy anh em ai cũng ghét, nếu để người ta biết được thì chỉ có bỏ xứ thôi." Ông vẫn cứ luyên thà luyên thuyền, xong hai anh em đá tiếp, nhưng đầu óc tôi đã chuyển tiết mục khác, nhẩm tính lại những thằng từng bị mình đấm, xem có thằng nào có vẻ hèn không. Bỏ mịa, nhiều thằng quá không nhớ hết nổi. Bỏ mịa, sao thế lo lo. Từ ngày ấy, tôi đỡ hẳn tính hung hăng, có xô xát thì vẫn nhảy ra đứng trước mặt anh em, nhưng phần nhiều là để can. Thực ra giờ nhìn lại lúc ấy, có vẻ như tôi bắt đầu hiểu được đánh nhau không còn đơn thuần là thể hiện cái thái độ như mấy thằng nhóc ngày nào nữa. Tức là hoặc bạn phải đi luôn theo con đường ấy, sẵn sàng chấp nhận những quả không ngờ như thế. Mà sau này tôi có nghe thực sự có những quả đầu gấu bị người ta vô tình đập chai vào đầu đến ngưng ngẩn. Hoặc là bạn nên tránh xô xát đi thì hơn. Và vì tôi vẫn ngồi đây để viết, nên các bạn biết tôi chọn phương án nào rồi đấy. 2. Đại học, lên thủ đô và những câu chuyện bên chai rượu con ốc. Ngõ tự do, vậy mà đã gần 10 năm rồi, từ cái thời chai rượu, đĩa ốc, đĩa xoài chua ngồi đến khuya. Có lẽ không sai khi nói chính cái thay đổi ấy đã khiến những tháng ngày lên Hà Nội học đại học của tôi diễn ra khá yên ổn.
vẫn có chửi nhau, cà khịa. Vào sân thì vẫn có hơi cục xúc với thỉnh thoảng cũng có ăn chân người ta, nhưng cũng bắt đầu kiềm chế được cái nóng lại và không dính vào mấy vụ lằng nhằng. Lần này, bài học đến từ những chuyện không ngờ mà tới. Hồi ấy sinh viên mới nổi lên cái trò cá độ bóng đá. Đầu tiên thì ông nào cũng báo chơi cho vui cho biết, cái này nó khác, không kiểu may rủi như bào đề. Mình nắm đủ thông tin thì chắc thắng, rồi thì biện bạch trẻ không chơi ra đổ đốn, đủ loại lý do có cả. Nhưng bập vào thì bắt đầu cay cú, rồi nâng mức độ. Hôm nay thua 1 lít, thì mai phải đánh 2 lít để gỡ lại. Nhưng mai đánh 2 lít rồi thì kể cả thắng, từ hôm sau cũng không bao giờ đánh xuống 1 lít nữa. Rồi thì vay mượn mà đánh, quanh trường cứ mỗi tháng lại thấy mở thêm 1-2 cái hiệu cầm đồ mới, bên cạnh mấy quán photocopy bọn tôi hay ra mua tài liệu cỡ nhỏ để ôn bài. Có ông tham ăn còn kéo dây về làm cái, vay mượn ít nhất cũng vài trăm triệu. Hồi ấy nổi tiếng nhất có một vụ ông con nhà nông ở Nghệ An, vay mượn kéo dây, sau nợ đến 300-400 triệu bị báo nhà. Hôm tôi ngồi nhậu với thằng bạn ở ngõ tự do sau trường kinh tế, nó bảo nó biết nhà thằng này. Lúc người ta báo tin nghe mọi người kể mặt mẹ nó trắng bệch, ngã ngửa ra đằng sau ngất tại chỗ. Chả hiểu sao lúc ấy nghe chuyện tự dưng thấy cũng cay cay, không biết do thương người mẹ hay do rượu giả toàn cồn đâm dễ mùi lòng. Chỉ biết từ hôm sau tôi bỏ hẳn đánh bóng hay các loại cờ bạc, tiền chỉ có thể nằm in trong túi và nộp cho công an mà thôi. Và dần ra cái định nghĩa về đàn ông lại một lần nữa thay đổi, phải tự chịu được trách nhiệm với những hành động của mình. Tất nhiên không phải chỉ riêng vì cụ ấy, mà cả đôi lần mấy anh bạn đưa người yêu đi phá thai, về dai dứt bao rượu mình cho khuây khỏa nữa. 3. Câu chuyện du học. Và thế rồi tôi đi, dù đã thay đổi khá nhiều, từ thằng nhóc mất xe đạp vì bãi đá bia ăn tiền, vứt xe quên không khóa, đến một cử nhân đại học cực kỳ có trách nhiệm, mẹ tôi hình như vẫn không thể tin tưởng. Và bà ép tôi đi, để định mệnh cho tôi gặp ông thầy bảo thủ mà tôi gọi là người bố thứ hai của mình. Để biết ổng vì đấu tranh cho những hoạt động sinh viên mà ổng thấy có ý nghĩa, đã ngồi tù ở Thổ Nhĩ Kỳ được 5 đến 7 năm trước khi sang học UK. Vậy mà sau đó, từ một người tị nạn chính trị, ổng có được học bổng tiến sĩ toàn phần của trường LSE danh giá, hình như vẫn là top 10 thế giới về kinh tế chính trị ở thời điểm hiện tại. Và để đọc thêm về một vài câu chuyện từ sách báo, từ đó ngấm dần từng lời từng chữ bài hát ý nghĩa của Ken Morgan. Và thời điểm hiện tại, định nghĩa đàn ông của tôi là, dù bị đời vả 1 hay 1.000 cái, có ngã xuống bao nhiêu lần thì vẫn phải đứng dậy, không mượn rượu, thuốc hay bất cứ thứ gì để quên đi cái vả ấy. Mà cùng lắm chỉ ngửa mặt lên đờ mờ đời một cái, rồi phủi quần áo, nhìn về phía trước và bước tiếp con đường của mình. Kết, có lẽ khi nhìn lại tất cả, điều tôi nghiệm được là khi còn nhỏ, rất khó để ta học được các bài học nếu nó không có ảnh hưởng hoặc tác động trực tiếp cực mạnh đến chính ta. Phải rất lâu sau đó, như bản thân tôi là ở đại học, ta mới dần dần đúc ra được cái bài học từ những chuyện xung quanh mình. Nhưng có lẽ bạn cũng nhận ra là tôi thực sự may mắn vì luôn có những thứ đến với tôi đúng cái thời điểm mà tôi cần nó. Vì nếu không may, ở bất cứ thời điểm nào, khi ta chưa có được cái nhận thức đúng đắn về một chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra, thì có thể cả cuộc đời ta cũng sẽ khó cứu vãn được. Vậy nên, là đàn ông cần bản lĩnh, nhưng cũng có nhiều thể loại bản lĩnh đấy bạn nhá. Và các bạn vừa mới nghe xong bài viết của Andy Lương, các bạn thấy bài viết như thế nào? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!